Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, như ngày hôm qua tôi đã chia sẻ với các anh em là kế hoạch tuần này của tôi sẽ là cái nội dung liên quan đến cái giải đấu Championship. Đấy, và cái ngày hôm qua thì tôi đã giới thiệu cho anh em cái lineup mà phải nói là mạnh nhất, hot nhất, dễ chơi, dễ trúng thưởng trong cái giải đấu Championship. Đấy, đấy chính là cái bộ gót đỏ kết hợp với cả du xoay. Đấy thì hôm nay, trong cái ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những cái bộ counter bộ đấy nhá anh em nhá. Đấy, hôm nay, cái ngày hôm nay tôi cũng đã vào trong game và tôi săn để xem là có ai chơi cái bộ gót đỏ du xoay không. Nhưng mà nói thật với anh em là cái bộ đấy nó lại không ai chơi. Cái lý do tại làm sao mà không ai chơi? Bởi vì là ở trong cái giải Championship ý, thì cái bộ đấy nó rất là ok, nó rất là mạnh, nhưng mà đánh rank ý, thì nó lại là cái meta khác. Đánh rank bây giờ nó meta nó đang là Goblin anh em ạ. Đấy, chính vì thế nên là rất là ít khi gặp cái bộ gót đỏ. Về căn bản là chơi rank ấy thì người ta chơi người ta cũng bay bay hơn, người ta cũng ít thực dụng hơn. Chính vì thế nên là người ta cũng sẽ chọn những cái lineup yêu thích của người ta chơi thôi. Hy vọng trận này sẽ có cái thằng chơi gót đỏ để chúng ta có thể là test đội hình. Đây rồi, thằng này rất có thể nó sẽ là gót đỏ đây. Mua khá là nhiều những cái con đỏ ra đầu game. Đấy. Hy vọng là thằng này nó sẽ chơi đây. Ê à, chết rồi. Thế này thì yếu quá nhỉ. Mới có 2 round thôi mà còn có 86 máu này. Điêu thật đấy. Đội hình yếu quá anh em ạ. Không lên được 2 sao, yếu quá. Bình thường tầm này là dí cấp lên rồi đấy. Nhưng mà thôi, chắc tôi nghĩ là round này xem nào. Tính nào, nếu mà bán đi là chúng ta sẽ được 10 tiền. Ok, khả năng vớ vẩn trận này eco để xem địch thế nào đã nào. Ui rồi vãi đài á, thế zipper 2 sao ạ. Whisper Seer thì có ngọc tăng mana kẹp thêm con dưa so. Thôi không đủ rồi anh em ạ, đủ với đối thủ là tèo đấy. Mới có round 7 anh em ạ, vãi đái, mới có round 7 mà nó 3 con 2 sao. Mà cái con zipper 2 sao nó đâu có phải là dễ ra đâu. Thề. Trận này toang rồi. Đánh chữ thua. Tôi nghĩ là cũng không nên đánh chữ thua. Đánh chữ thua. À, thực ra là không phải là không lên đánh mà là có được đánh đâu. Anh em cũng biết mà. Tôi eco tôi toàn bị phá thôi. Tôi cứ bổ củi thôi, đằng nào up cấp lên level 5 rồi cứ giữ máu bằng cách là bỏ bài vào vậy. Bây giờ hy vọng nó lên 2 sao, nổ 2 sao đi. Mua hết. Tôi sẽ không có cái kiểu là tôi bán hết bài tôi eco đâu. Bài mà nó lên một phát cái là chúng ta bỏ vào chúng ta đánh luôn nhá anh em nhá. À, chúng ta dí cấp luôn. Đấy, ở đây là chúng ta hơi đen. Thể chữ đen thật sự đấy. Ai đời thủ ở nhà ai mà ra cái bài kiểu như này toàn cặp. Không có cái cặp nào lên được 2 sao. À, tôi đang hy vọng là đến cái lúc nó lên 2 sao thì tôi có thể là đổi chuỗi thắng đấy. Dã man. Tôi chả cần coi như là cái con ác mộng lên được 2 sao đâu. Tôi chỉ cần con Heaven Bomber lên được 2 sao hay là con Sao Breaker lên được 2 sao thôi. Thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Đấy, round này lại thua thôi. Tung được đúng một lần trưởng ạ. Thế là chúng ta không giết được con nào luôn. Ít ra phải giết được một con đi chứ. Được, giết được một con. Cuối cùng thì nó cũng ra. Ê, từ từ nhá, tại sao lại ra cả ca lông rồi kia. Ra ca lông tức là chúng ta thiếu mỗi một con nữa là ra đủ bộ Goblin rồi đây này. Thế có chơi Goblin không? Chuyện này có bom nhá. Thế là trận này là chơi Goblin à. Nhưng mà trận này có mết nữa. Trận này có rồng 5 đô này. Xong rồi có cả con Lich này. Trong truyền thuyết thì có Tsunami. Rồi có cả cái combo mà Tsunami kết hợp với Light Spirit. Thế thì cũng khó chơi nhờ. Dám chơi Goblin không? Có dám không? Dám không? Đấy, chơi Goblin càng thật.
Goblin kẹp cá thì vẫn được. Goblin kẹp cá vẫn đánh được 5 dòng 9m vẫn chơi được. Mua con Thunder cái đã này. Ấy rồi. Hai con rồi anh em ạ. Hai con cá lông à. Thế chắc thì có khi giải tán cái bộ mết đi thôi. Rồng mết quay tầm này nữa anh em nhỉ. Đủ bộ đến nơi rồi thế này. Thực ra là bây giờ chỉ cần kích 2 wizard là đủ bộ. Có 2 wizard là chúng ta đủ bộ 6 goblin rồi. Rồi, bỏ rồng nhá anh em nhá. Đó, bỏ rồng đi. Trận này tôi định là đánh 5 rồng 9m đấy. 5 rồng 9m counter và gót đỏ mà. Nếu mà anh em chưa biết, cái con du ấy nó chỉ lên được 3 sao thì nó mới đỡ được thôi. Con du mà ở 2 sao nó vẫn sợ 5 rồng 9m lắm anh em ạ. 2 sao ấy nó sẽ có cái dây nó bị khựng lại. Và cái dây nó bị khựng lại đấy chính là cái lúc mà nó đứng im đến chết. Đấy, tôi đã gặp rất nhiều lần rồi. Ngay cả bản thân những cái video trước của tôi ấy, có cái video như thế luôn. Dồn đồ cho Flame Wizard đấm chết cái con du ấy luôn. 5 rồng 9m ấy. Anh em có thể kiếm lại mấy cái video cách đây khoảng 2 tuần. Có một lần tôi chơi 9m tôi ăn cái bộ đấy rồi à. Tôi muốn biểu diễn lại nhưng mà trận này nó ra Goblin độ anh em ạ. Goblin nó dí vào người. Bây giờ á, tôi mà lên 7 một phát là đủ 6 Goblin luôn. Không cần phải ra Velomancer. Bây giờ chỉ 2 con Wizard là tôi dí đến 7 luôn. Thì bây giờ đang chưa thua, tôi cứ để thế thôi ấy. Còn tôi thắng một cái nhá, là tôi lên luôn. Đấy, này phá chuỗi này. Kiểu gì cũng phá chuỗi mà. Thôi kệ nó. Ba con gấu vào. Ăn cái chuỗi này rồi chúng ta đánh chuỗi thắng luôn. Ok, không có cái vấn đề gì cả. Sớm muộn gì cũng bị mất chuỗi thôi anh em ạ. Tôi xác định rồi. Grand Herat lên được 2 sao. Run cái lửa đi. Ok, không lên được cái gì à. Có lên áp cấp không nhỉ? Áp cấp cho một con Grand Herat 2 sao vào thì cũng ok đó. Đúng không? Hay là thay con Cá Lông? Có lên thay con Cá Lông không? Cá Lông 1 sao. Thực ra thì cái con Cá Lông 1 sao thì nó cũng khỏe đấy anh em ạ. Nó là con 4 đô. 4 đô, tướng 4 đô thì 1 sao nó cũng khá là gánh rồi. Nó ra sớm cái này là nó gánh được. Thằng này liệu rằng có phải gót đỏ không nhỉ? Trông có mùi gót đỏ đấy. Nhưng mà cũng có thể nó sẽ là 9 warrior. Mua tạm mấy con đỏ vào chơi đầu game thôi. Đánh trong rank thì nó có nhiều cái đội hình người ta chơi lắm anh em ạ. Lại thua này. Trong rank thì meta là vẫn warrior các thứ nó vẫn mạnh nên là người ta sẽ chơi goblin. Để này sẽ có hai gót. Nhưng mà tôi đang hơi phân vân bởi vì là nếu mà cho hai gót vào như này liệu rằng mana nó có tăng kịp không ấy. Có nhiều khi hai gót cho vào giảm cooldown nhưng mà mana không tăng kịp thì nó cũng sẽ bắn rất chậm. Mà cái trận này xác định là chúng ta cũng sẽ không thể cắt được cái chuỗi kia đâu. Bởi vì là cái bộ này nó đang bị chấp đồ. Tôi cái món đồ ở round 10 ấy, nó không dùng được anh em ạ. Đấy. Nó nếu mà nó là một cái bộ cung cơ, bộ 6 Hunter thì có thể là chúng ta sẽ cắt được chuỗi đấy. Nhưng mà nó không phải là 6 Hunter. Cái bộ này khả năng cao là chúng ta gặp chúng ta vẫn không thể cắt được chuỗi đâu. Nên là tôi sẽ không roll. Bây giờ cầu trời khấn Phật là nó không mất chuỗi đến round thứ 21. Sau round 21 chúng ta quay lại một lần nữa. Lúc đấy thì tôi sẽ có đủ bộ 6 goblin thì tôi có thể chơi được anh em ạ. Đấy, hy vọng là nó sẽ giữ được chuỗi lâu, không bị mất chuỗi cho thằng khác, thế là được rồi. Còn tầm này thì nói chung là mình cũng không có khả năng để cắt chuỗi được nó. Khó lắm. Nhưng mà trong trường hợp cái con Grand Herat, ơ kìa, vừa mới nói xong ạ, mất chuỗi luôn ạ.
Thề. Tôi đang định nói là trong trường hợp cái con Grand hay đắt đùa rồi này. Thế lên 7 luôn nhỉ. Được. Đủ bộ rồi. 6 Goblin kết hợp với cả hai Wizard này. Không có God thôi, nhưng mà chúng ta có 6 Goblin là mạnh rồi. Tầm này 6 Goblin giáp rất to. Cái giáp cộng thêm thì nó gần như là nó bằng 9 Warrior, mà nó lại có cái khả năng hồi máu nữa. Đấy. Đây nó chỉ, cái bộ này nó chỉ mất 6 con thôi, mà nó khá là ok. Thậm chí là vừa nãy tôi đang định nói với anh em, đấy là cái con Grand Herald này của tôi nó cướp được cái con Du Xoay thì nó sẽ cắt được chuỗi, bởi vì làm sao, nó có khả năng kháng phép. Ok. Đấy, bắt đầu là chúng ta có được những cái con đơn vị 2 sao rồi. Nổ 2 sao ở cái thời điểm hiện tại là nó hơi muộn. Bao nhiêu cặp mà bây giờ mới lên được 2 sao đấy anh em ạ. Nếu mà cái bọn này nó không nổ ở 2 sao thì chắc là tôi cỡ đâu đấy nó phải 6 cặp rồi. Bây giờ nó là cặp mèo với cả cặp ca lông. Bây giờ ca lông lên được 2 sao nữa thì tuyệt vời. Đấy, nhưng mà quả trứng này thì tôi không có ý định đập cho ca lông đâu anh em ạ. Từ từ đã. Ca lông này có thể tự ra hoặc không ra, bởi vì cái tầm này chưa có đồ cho ca lông ấy thì đập 2 sao nó cũng thế rồi. Nó phải có cái 2 tia đã. Round này mà có 2 tia thì đập, còn không thì thôi. Nếu không có 2 tia thì cái bộ này, cái con ca lông nó không làm co đâu. Chúng ta sẽ lấy cái con khác làm co. Trong cái lineup này là có rất nhiều con có thể chơi co được. Ví dụ như con bom, con máy bay, thậm chí là con zipper, con heaven bomber, Soundbreaker đều có thể làm co được hết. Có mỗi cái con Skybreaker là hơi yếu một tí thôi, còn lại là rất mạnh. Hai tia này, quá tuyệt vời. Vậy là chúng ta sẽ lấy đồ cho ca lông. Ok, ca lông làm co nhá. Nó có hai tia rồi, thôi tôi nghĩ là đập trứng luôn. Đấy. Yeah. Thực sự con ca lông này sau một cái quá trình sau update ấy, là tôi có chơi thì tôi làm content thì tôi có một cái kết luận là như này. Cái con ca lông này nó cần rất nhiều mana anh em ạ. Nếu mà kết hợp với những cái bộ thông thường thì cái con này nó sẽ rất lâu để nó có thể tung trưởng được. Phải nói là rất lâu đấy, trừ khi anh em có nhiều cái món đồ mana. Đấy, thì anh em có thể tung trưởng được luôn. Nhưng mà nếu mà anh em không có đồ mana mà anh em toàn đồ đánh tay thì con này thực sự là nó rất lâu để có thể tung trưởng được. Thế là cái lời khuyên thứ nhất đấy chính là anh em chơi cái con này, anh em lên để đổ mana nhiều à. Ui thua này. Thằng này chơi Saman. Thứ nhất là lấy đồ nhiều mana này. Thứ hai là gì? Là nếu mà anh em xác định anh em chơi cá lồng ấy thì anh em lên kết hợp với cả cái bộ lam rồng và phát là tung trưởng luôn anh em ạ. Chứ đừng có chần chờ Blink xong bắn mấy cái nó mới tung trưởng được thì quá muộn rồi. Nhiều khi con cá lông này ấy, nó vào phát ấy, nó chưa kịp tung trưởng thì đã bị con Doom của Doom. Đấy, nó rất là dễ bị counter luôn. 4 đô 2 sao rất dễ bị Doom. Mấy quả roll vừa rồi là gần như là không ra một cái gì luôn ấy. Trong cái quá trình này tôi nghĩ tôi sẽ roll tiếp những cái đơn vị 1-2 tiền lên 3 sao nha anh em nhé. Nó rẻ thôi, nó không đáng bao nhiêu. Đấy, ca lông có nhiều đồ mana gánh kèo. Hai tia thì nó cũng giúp cho cái con mana của con ca lông ấy nó tăng nhanh hơn anh em ạ. Đấy, lấy cái hai tia nó vừa là trấn phái con này luôn. Zipper này, con này cho lên 3 sao đó là hợp lý đấy. À, có khi là tương lai lại chúng ta lại còn dồn đồ cho con Zipper nếu mà nó lên được 3 sao cơ. Nếu mà thế thì là chúng ta sẽ làm cái content Zipper bất tử anh em nhé. Dồn toàn bộ đồ cho con Zipper cho nó cực kỳ trêu chó luôn. Trận này tôi nghĩ là sẽ có thằng chiếm hết đấy. Nhìn cái tướng truyền thuyết như thế kia thì cũng rất là gợi đòn luôn.
sẽ khá nhiều người là chọn những cái bộ mết có mết Saman, có mết Saman, có mết kết hợp với cả Knight. Và thằng này nó chơi Goblin giống tôi anh em ạ. Đấy, anh em thấy cái dạo gần đây ấy, anh em thấy cái bộ Goblin có rất nhiều người chơi đúng không? Có rất nhiều người là chọn cái bộ Goblin để leo rank. Đấy, và đây là cái mức rank cao thôi nhá, không phải là cái mức rank thấp đâu. Đây là cái mức rank cao nhất ở trong cái con game này, tức là rank Queen ấy. Và có người người ta chơi Kalong. Đấy, thì anh em biết là Kalong thực sự là nó đã quay trở lại và cái bộ Goblin nó cũng quay trở lại luôn. Đó, trước đây là con Kalong nó ở vị trí 5 tiền và nó đã bị ghẻ lạnh rất lâu rồi. Từ cái hồi gót đỏ ngày trước ấy, chơi Kalong gót đỏ lâu lắm rồi, lâu lắc rồi. Sau cái hồi đấy là gần như con Kalong là nó phế toàn tập. Nó làm có 5 đô nhưng mà rất ít người mua nó để làm co, để chơi. Đấy, vì là lý do là mất cái 3 tia ngày trước. Nhưng mà ở trong cái meta mới này, khi mà nó giảm xuống 4 tiền thì nó lại comeback trở lại. Và có rất nhiều người người ta cũng chọn cái bộ Goblin và làm con Kalong. Đấy, rất nhiều người chơi. Trở lại có cả 9 Warrior này. Đấy, con Kalong này tí nữa thì nói chung là gặp 9 Warrior nó cũng sẽ không sợ. Nó có khả năng trừ giáp mà. Bây giờ thay vì cái việc là nó bắn vào đối thủ, nó giảm tốc đánh của đối thủ ấy, thì nó thành cái trừ giáp nha anh em nhá. Cho các anh em nào mà mới quay trở lại chơi game thì bây giờ cái cơ chế của trưởng của Kalong nó khác ngày xưa rồi. Đây rồi, đủ bộ này. Nhưng mà tôi sẽ không bỏ cái con Wizard ra, mà tôi sẽ là bỏ cái con Soulbreaker. Bởi vì làm sao? Bởi vì là để như này thì nó mới có gót được. Lên level 9 thì nó sẽ là 4 gót đấy. 4 gót kết hợp với cả Goblin. Đấy, nhưng mà tôi cái trận đấu này thì tôi ưu tiên cho Warlock hơn để đánh nhau với Warrior lúc game. Chúng ta cần có khả năng hồi máu. Chứ còn cái lượng hồi máu đến từ giáp của vận Goblin này thì không ăn thua đâu anh em ạ. Nó hồi rất ít. Đấy, con Kalong nó không thể cản tốc đánh của đối thủ được. Mà ở đây là nó chỉ là giảm giáp của đối thủ thôi. Ok, trận này có khi là phải lấy cầu vực thảm đấy. Chốt nhá. Trên này có mết anh em ạ. Đổi xem đổi được món tìm không? Không đổi được. Nếu mà không đổi được thì thôi anh em ạ. Cũng không cần phải quá là khô máu đâu. Chúng ta làm tốt ở giai đoạn đầu game thì bây giờ chúng ta có thể là mất máu một chút cũng được. Lên được 8, lên được 9. Lên được 9 đi. Lên được 9 kẹp 4 Warlock là được rồi. Đánh ở level 8 thì kẹp được 2 God. Lên 9 có thể là 4 Warlock. Xong lên 10 là kẹp thêm 2 God nữa. Đấy. May mắn mà lấy món đồ tím lấy được cái khả năng của cái bộ God thì chúng ta sẽ có 4 God luôn. Đấy. Kịch bản nó sẽ là như thế. Thằng này phải có đỏ không? Đúng rồi. Cái bộ này nha, Kalong có thể bắn chết được con Du xoay đấy. Anh em thấy không? Con Du cái tầm trước ra 21 nó làm gì đã có đồ đâu. Cái tầm này gót Kalong có thể đấm được nha anh em nhá. Hiện tại chúng ta đang là gót Kalong đấy. Kéo từ 2 gót vào bộ Goblin. Đó. Anh em cũng có thể thấy là tôi đang giữ máu ổn rồi. Chơi như này thì có thể là chúng ta sẽ roll kiếm cái con Zipper. Đây rồi. Zipper này lên 3 sao anh em nhá. Nếu mà con Zipper lên 3 sao thì tôi có khi tôi sẽ chuyển sang tôi lấy cái đồ tăng cơ. Đấy, còn nếu mà con Kalong này nó lên được 3 sao thì chúng ta sẽ lấy đồ đánh tay thôi. Chính ra Kalong bây giờ đang gánh kẻo đấy.
Và cái thằng Zoo mà nó blink ở giữa mặt con cá lông này thì xác định luôn là khoảng 5 giây sau là bay màu. Toàn bộ đam của cá lông nó dồn vào một mục tiêu thì cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần blink xuống trước mặt thôi là chết rồi. Trận này có thằng đánh giống hệt này, ra cũng ra được bom 2, cá lông 2. Nhưng mà bây giờ nó là 6 mech rồi đấy anh em ạ. Căng nhỉ. Thằng này 6 goblin 6 mech rồi. Thôi mình cũng không cần phải chạy đua vũ trang làm gì cả. Bây giờ ấy là cần phải tích tiền thôi anh em. Chúng ta đã xài tiền một cách hoang phí để có được cái chuỗi này, bây giờ chúng ta phải tích tiền thôi. Hy vọng là sẽ ăn được thằng goblin kia với một cái con bom 2 sao. Giờ mà gặp cái thằng goblin kia ấy mà lại hiến cái chuỗi này cho nó thì đúng là oan gia luôn. Vừa có tiền lại vừa chơi cùng bộ, tranh hết cả bài. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chiến thắng, chúng ta giữ được cái chuỗi này thì nó thực sự nó rất là tuyệt vời. Ok đấy, nhắc tên nó phát là gặp luôn này. Ăn nổi không? Con goblin của đối thủ nó tung trưởng trước. Ok, hình như là cả hai cùng là tung trưởng một loạt thì phải. Bom đặt quả bom đầu đấy nhở. Ok, vậy là chúng ta giữ được máu. Chúng ta có chuỗi luôn. Lao 24 rồi. Lao 24, lao 25. Sau lao 25 có thể tôi sẽ lấy món đồ cam. Có Du đấy, có gót Du à. Có gót Du, hai thằng chơi gót Du cơ. Hai thằng chơi gót Du. Ok. Một người Việt Nam à, và một người là Nhật Bản. Con Du thì không sợ lắm đâu anh em. Cá lông bắt đúng hướng là được. Bắn cho lủng người luôn ấy. Chính ra thằng Saman này đối với tôi còn sợ hơn. Tầm này chưa có kháng phép vào là sợ lắm. Thằng ấy chắc đi à. Khó rồi. Một khi mà cá lông của tớ còn sống chắc chắn là cậu đi. Đấy. Đi một lúc hai thằng luôn. Vậy là sau 25 5 round nữa thì chắc là loại gần hết. Chỉ còn hai người vào chung kết, thế là đẹp nhất. Đúng không? Quá hợp lý. 5 dòng 9m được top 1 à? Khá là căng thẳng đấy. Nhưng mà nói thế thôi cũng không phải là quá sợ. Trận này có Tsunami rồi nên là tí nữa là chúng ta kẹp 6 cá vào để chơi bộ đấy vô tư, không thành vấn đề đâu. Ok. Còn nào muốn mua luôn ấy. Thôi, bán con mèo đi anh em ạ. Chiến thắng hợp lý. Đánh nhau với Warrior thì cần cái món này. Rồi. Thực ra cái lineup này nó có thể công thủ khá là toàn diện đấy anh em ạ. Goblin ấy tấn công cũng không đến nỗi nào, phòng thủ thì cũng mạnh. Ok. Rồi đủ mạnh chưa? Thực ra bây giờ nó thiếu là cái món đồ Kira anh em ạ, để hiến tế. Chỉ cần món đồ Kira thôi câu chuyện nó cũng sẽ khác đấy. Bộ này có tiềm năng. Chín Warrior
Ok bạn ơi, nhưng mà tớ đã làm kịp một việc rồi. Bắn vẫn bị phản, nhưng mà phản ít hơn anh em ạ. Liệu rằng đối thủ đi luôn không nhỉ? Một màu. Thế... đấy anh em thấy không, Warrior gặp Goblin ấy, như gặp bố luôn. Khỏe lắm, nó có khả năng hồi máu mà nó còn kẹp được cả Warlock vào nữa. Trong cái bộ này nó có con Warlock nữa. Zipper này thiếu hai con. Trở lại dồn đồ cho Zipper cũng ok luôn. Nếu mà 5 rồng 9 mét thì tí nữa chúng ta kẹp với cả 6 cá vào để đấm nha anh em nhé, không sợ. Mà 5 rồng 9 mét nó không lên được 11 thì cũng không đủ. Phải lên được 11 cơ. Nó sắp đi rồi, không dám lên 11 luôn đấy. Không dám kẹp human vào luôn. Tầm này muộn rồi. Bây giờ kẹp human vào nó cũng chả được ai đâu. Nói chung là không lên được nữa. Đánh phải thắng cơ. Goblin làm chùm bên này. Làm chùm meta rank đấy anh em. Anh em thấy hai cái ông Goblin là hai ông nhiều máu nhất không? Đó. Goblin rất là mạnh luôn ấy. Mà tôi vẫn ăn được thằng này. Thằng này ra bom 2 vẫn thua mình. Bắn nó sấp mặt luôn. Rồi. Tôi bây giờ tôi đang có chuỗi cộng 9 rồi. Chưa có thằng nào có dấu hiệu có thể cản được luôn ấy. Anh em thấy chưa? Thằng mết cũng thế thôi. Tầm này không cản ở đâu. Trên mết bây giờ gặp tôi như gặp bố luôn. Đã bảo là qua giai đoạn bọn nó có thể ăn được tôi rồi. Tầm này thôi phà về đích vô địch top 1 thôi anh em ạ. Lên được 10 đủ bộ, 6 Goblin kết hợp với 4 Warlock rồi, 2 God nữa. Sắp tới có đủ God nữa, nó sẽ là 4 God. Mà tôi cẩn thận, tôi kẹp cá, tôi đánh nhà mết luôn. Đã mua sẵn hết ở đây rồi anh em ạ. Chỉ cần đúng thời điểm cho vào thôi. Đấy, gót du rồi. Gót du xoay đúng không? Gót du xoay nhưng mà ăn được không? Anh em nhìn này, con ca lông nó bắn này. Có khi ca lông bắn chết đấy anh em ạ. Đấy. Đi rồi. Ok. Trứng này chắc phải đập ca lông 3 sao nhỉ? Hay là đập Zipper? Zipper có 2 tiền đập có phí không? Rao này chúng ta gặp nhà mết này. Kẹp cá vào anh em nhá. Đấy cái tâm này là bọn nó không làm gì được tôi nữa rồi. Bởi vì những cái rao mà tôi gặp nhà thằng mết thì tôi kẹp cá vào. Đấy còn những cái rao mà tôi gặp thằng nào thì tôi sẽ kẹp cái đấy. Gặp Guardian thì để cái này vẫn mạnh, vẫn ăn được thì thôi, không phải chuyển. Nhưng mà trận nào mà gặp 9 mết là có cách xử lý luôn rồi. Chỉ cần kẹp 4 cá vào thôi thì nó cũng sẽ không có khả năng kết liễu ở đâu. Đây rồi. Đấy, tung trưởng đấy. Mất máu tớ đi. Trông con Agali nó búp lên mà chả thấy mất tí máu nào luôn cả. Khỏe quá anh em ơi, thằng này đi rồi. Đấy, Meta Goblin ở trong rank này anh em ạ. Nó cũng giống như cái bộ gót đỏ ấy. Goblin nó cũng khỏe. Nhưng mà nó khỏe ở trong rank thôi, chứ còn vào giải đấu nó lại không phải là meta. Nó thế cơ. Ở trong giải đấu con bộ này không phải là meta, bởi vì là có được free roll đâu. Ai người ta cũng đánh, người ta cũng xả tiền mà, làm gì có chiến thắng mà roll. Khó lắm. Người ta form bài sớm không thể nào kẹp 3 Goblin vào để ăn được nhiều như thế. Phải 6 Goblin mà đến lúc mà lên được 6 Goblin thì họ xả tiền, họ đánh beat thì đẩy căng lắm. Đấy là lý do tại sao có sự khác biệt giữa rank và giải đấy anh em. Và bây giờ cái bộ này thì đấy anh em thấy trong cái trận đấu này là nó cũng phản ánh rõ là không phải chỉ có một mình tôi. Hai người chơi Goblin nha anh em nhá, và hai người vào chung kết chiến nhau. Có phải một mình chơi Goblin đó. Và tôi nghĩ tôi đang có một cái lợi thế do ca lông của tôi nó có cái hai tia chấm phái. Nó đang rất gánh ở cái thời điểm hiện tại đấy. Nhưng mà late game tôi có thể là chuyển sang con Zipper gánh. Chắc được khoảng 3 round nữa đúng không?
Thằng này thì mũi đao đẩy được một chút xíu thôi, không nhiều, mà thậm chí là nó sẽ đẩy ngược lại tôi ấy. Tôi đáng sợ cái chỗ đấy. Kira, Kira thôi. Không, chuyện này không lấy Kira đâu. Bình minh à? Bình minh này chắc tí nữa cũng vứt thôi. Chuyện này cũng không cần bình minh. À, đánh với Goblin không cần mấy món đồ đấy. Cần mấy cái khống chế dồn đam cơ. Trứng à? Thiếu một con zipper. Ra đi, để rồi. Hay quá anh em ơi. Lại dẹp cái hàng chờ luôn. Cái hàng chờ đang hơi bị nhiều. Rồi, xong rồi đấy. Tiến lên các bạn ơi. Kẹp cáo rồi. Ok. Kẹp cá như này vô tư anh em ạ. Không sợ, không sợ. Cái bọn Goblin này ấy, chúng ta cũng lên kẹp cá vào. Đấy. Còn không nó sẽ là 6 Warlock vào đấm. Kẹp cá đẩy khá nhiều chứ. Không biết 6 Warlock là có đẩy nhiều như này không nhỉ anh em nhỉ. Chưa gặp rồi chưa biết. 18 máu à. Ra ngoài đi rồi. Chúng ta đang ở level 10 rồi. Nếu mà trận này không có gì thay đổi, có thể là sẽ dồn đồ cho con. Lại có con Tsunami này. Tao này đã cuối chưa nhỉ? Tôi vẫn muốn nó sống ấy. Kéo dài thêm một chút nữa để lên được con Kalong 3 sao anh em ạ. Thiếu 3 con nữa thôi. Đối thủ cũng có khá nhiều khống chế đấy. Cũng có Tsunami luôn. Cũng có combo Tsunami với Light Spirit. Khá là biết chơi đấy chứ. Combo là mạnh luôn đấy. Tôi kẹp cá rồi, tôi đánh an toàn rồi. Đấy. Sau khi nổ cái trưởng ra thì nó cũng không mất quá nhiều máu. Vẫn còn có khả năng cơ hội làm lại cuộc đời. Đấy, ăn ngon luôn anh em ạ. Còn 3 máu. Tôi cứ nghĩ là round vừa rồi đi rồi đấy. Nhưng mà thôi, không sao, thêm nào nữa vẫn được. Công nhận Goblin 6 update mạnh thật. Thay đổi mỗi cái vị trí con Kalong thôi mà nó khác hẳn luôn đấy. Thôi, ra cuối rồi anh em ạ. Không lên được Kalong à. 3 máu kia tôi nghĩ là lọt một con là thua. Bất cứ con gì cũng sẽ mất 3 máu đó. Đấy, ôi ôi, bây giờ mới ra bom ạ. Rao cuối 6 Goblin, 6 Mech à? Đúng không? 6 Goblin, 6 Mech đủ không nhỉ? Mà bây giờ mà kiếm được Mech thì cũng có roll được đâu, rao cuối rồi mà. Thôi, khỏi phải cho vào. Kết thúc rồi anh em ạ. Đối thủ cũng lên được 10, cũng có Kalong 2 sao. Có combo Tsunami kẹp với Light Spirit. Vẫn thua. Thua như thế này anh em lại bảo là tôi đạo diễn. Còn cái thằng mà nó chơi với tôi chung kết đó là diễn viên. Có khi nào như thế không nhỉ. Trông đối thủ mạnh hơn hẳn nó vẫn thua. Rồi ôi. Thôi. Nói chung là 3 máu như thế này thì chắc chắn là đi rồi. Không có cái cửa nào cựa đâu. Chờ chết rồi. Ui giời, quá đơn giản anh em ạ. Thề chứ. Cái trận này thực ra là cũng chả phải Goblin độ đâu, mà là Goblin nửa ấy. Mãi nó mới lên được 2 sao của tôi. Già già rõ là sớm. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn cái bên trái, mời anh em đến với cái Meta Championship nha anh em nhá. Nói chung là cái bộ gót đỏ bây giờ đang rất là phê luôn đấy, cực kỳ mạnh ở trong Championship. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái siêu phẩm cuối tuần của tôi, khi mà tôi hàng phục con rớt 3 sao bằng con cáo như nào anh em nhé.
Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!